Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng có sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Như các anh chị em cũng đã quen thuộc rồi. Một tuần chúng ta sẽ kết thúc năm phiên giao dịch thì chúng ta sẽ có một cái bản view bộ ba tham số sung của thị trường và chúng ta sẽ view một số các cái danh mục khá là cơ bản. Và hàng ngày sau khi mà chúng ta kết thúc một phiên giao dịch chúng ta sẽ có một bản tin phân tích chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số vã sinh thì như cũng đã có chia sẻ xuyên suốt trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư, bộ ba tham số này nó giống như một cái đường ray của xe lửa của các anh chị và nó giống như một cái bộ xương sống của một con người ấy. nó sẽ định hình tất cả những cái xu hướng của các mã cổ phiếu và các nhóm ngành. Và khi chúng ta phân tích được chúng đúng đủ sát bộ ba tham số chung của thị trường thì như vậy là cái hiệu quả đầu tư của chúng ta sẽ tăng lên rất là cao. Đó và thậm chí là chúng ta sẽ loại bỏ được gần như tối ưu tất cả những cái rủi ro có thể xảy ra trên thị trường thì đó là một cái uh, cái kênh thông tin để giúp cho các anh chị em của chúng ta uh, cập nhật thêm các anh chị nhé và chúng ta chú ý chúng ta sẽ đăng ký hai kênh này để uh, chúng ta uh, liên tục uh, cập nhật những cái thông tin bởi vì trên bản tin tuần thì chúng ta có view bộ ba tham số chung thị trường tuy nhiên các cái diễn biến của thị trường thì như ông đã có chia sẻ rất nhiều rồi uh, thị trường chúng ta luôn luôn biến động uh, luôn luôn có những cái sự thay đổi do đó thì chúng ta sẽ cần để uh, gì ạ phân tích lại đúng không anh chị Uh, nội dung của bản tin tuần này uh, tuần từ phiên giao dịch ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 uh, như thường lệ uh, chúng ta sẽ phân tích và chúng ta sẽ điểm qua lại bộ ba tham đầu chung thị trường năm tuần vừa qua và chúng ta sẽ dự báo uh, phiên giao dịch của ngày 14 tháng 10 phần thứ hai chúng ta sẽ phân tích một số các danh mục cổ phiếu rất tiềm năng ở cơ bản và gần như khi uh, bước vào thị trường chứng khoán thì tất cả anh chị em nhà đầu tư uh, chúng ta đều biết đến đó là cổ phiếu ngành trụ ngành bất động sản khu nghiệp ngành thép ngành bất động sản dân cư và cuối cùng sẽ là ngành chứng khoán thì các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung mà hùng đề cập ở trên video mang quan điểm cá nhân của lê vì vậy nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng với một quan điểm xuyên suốt đó là gì chúng ta sẽ cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức thật nhiều các cái nguồn thông tin để làm sao đó mục tiêu cuối cùng là hiệu quả đầu tư mục tiêu cuối cùng đó là tài khoản của chúng ta mục tiêu cuối cùng đó là chúng ta sẽ À, kiếm được tiền ở trên thị trường trường chứng khoán đó là một trong những cái mục tiêu tối thượng nhất và các anh chị muốn làm thế nào cũng được muốn xem ai cũng được muốn làm bạn với ai cũng được muốn đọc những cái nguồn thông tin nào cũng được và bây giờ cái nguồn thông tin mở rất là nhiều đó thì à, chúng ta happy với nhau về mặt quan điểm như vậy để chúng ta làm việc cho nó dễ phần thứ nhất à, chúng ta sẽ view bộ ba tham số chung của thị trường trong tuần vừa qua chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 7 đến ngày 11 thì Nhung đã có phân tích cho các anh chị rồi. À, ngay khi vào phiên giao dịch ngày 7 thì chúng ta cũng đã có gì ạ? dự báo những cái điểm gáp tăng, ví dụ sẽ kéo về quanh vùng 1275 đến vùng 1277, có những cái điểm test về vùng 1265 điểm và Nhung còn có phân tích cho các anh chị ở trong tuần này. Cái điểm hỗ trợ cái thuật tuần ở quanh vùng 1264, 1267 và vùng 1270 thì chúng ta thấy rằng là chỉ số VNI của chúng ta đã test tích lũy thành công trong phiên giao dịch ngày 7, ngày 8, ngày 9 và từ phiên giao dịch ngày 9 thì như vậy là thị trường chúng ta bắt đầu có xu hướng phục hồi. Và kèm với cái sự phục hồi đó thì à, thị trường chúng ta cũng có những cái thông tin khá là tích cực. À, khi mà GDP của quý 3, GDP của 9 tháng đầu năm so với năm 2023 thì đều có cái mức tăng à, vượt à, vượt mức đúng không ạ? Đồng thời dòng tiền chờ mua đã bắt đầu quay trở lại trong phiên giao dịch ngày 8, ngày 9, ngày 10. Điều đó nó cũng giúp cho thị trường của chúng ta bắt đầu có những cái xu hướng phục hồi khá là tích cực ở trong tuần thì chúng ta có phân tích một cái target tuần ở vùng 1290 thì về cơ bản là chỉ số VNI chúng ta đạt mắc ở quanh vùng 1294,3 điểm ở đây. Sau đó thì chúng ta có phiên giao dịch ngày 10 và ngày 11, phiên ngày hôm nay thì thị trường hai phiên chốt tuần thì như vậy là chỉ số VNI của chúng ta quay test cung, chỉnh nền. Bước vào phiên giao dịch ngày 11 thì cũng có dự báo điều gì? Thứ nhất là VNI sẽ có gáp tăng lên quanh vùng 1289, sau đó nó sẽ test lại các vùng test mục tiêu. thì về cơ bản là chúng ta À, phân tích dự báo cái điểm 1280 đến vùng 1282 và rất là tuyệt vời sau khi có gáp tăng ở vùng 1289 hai cây nến giờ đầu phiên đúng không ạ? ở VN chúng ta tiệm cận đến vùng 1289. Sau đó thì có hai cây nến giờ à, ở giữa phiên giao dịch ngày hôm nay thì đã có cái gì ạ? là có cái sự test lại và các cái điểm test thì về cơ bản là nó test trên vùng 1282. À, 1282 và cây nến giờ kết thúc phiên thì chỉ số VN của chúng ta phục hồi nhẹ tăng khoảng tầm 2 điểm. Với một cây nến xanh như thế này thì như vậy là chúng ta đã À, chính chính xác là thị trường của chúng ta đã chính thức lấp xong cái gáp ở trong phiên giao dịch ngày 10 và khi lấp xong gáp rồi thì chúng ta kỳ vọng là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước đúng không ạ rồi và phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới dự kiến chỉ số VNI chúng ta sẽ có các cái điểm kéo về quanh vùng 1290, 1292 sau đó nó sẽ test lại à, điểm test đẹp sẽ là quanh vùng 1285, 1287 và điểm test uh, sâu sâu hơn thì uh, chúng ta vẫn tính toán ở quanh vùng 1282 điểm ở đây Kỳ vọng test tích lũy thành công, mục tiêu ở trong tuần tới, chỉ số VNI chúng ta sẽ hướng về vùng 13, 1303, 1305 và đích xa hơn thì có nghĩa là nó sẽ về một cái target tuần tương đối mắc ở đây và cái vùng cản này là vùng cản tâm lý cực mạnh luôn của chỉ số VNI ở vùng 1306 đến vùng 1310 trên chạc kỹ thuật ngày của chỉ số VN Index thì các anh chị có thể quan sát ở đây như vậy là à, chạm kênh xu hướng 1264 1270 trong tuần vừa qua đã test đánh thành công. Bản chất là sau một phiên kéo tức là chúng, chúng ta xuất hiện một cây nến hammer vượt lên trên vùng 1280 thì thị trường chúng ta đã có hai cây nến test. Như vậy có thể là nó sẽ xuất hiện một cây nến test của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới. Kỳ vọng là gì? Sau những cái điểm test quý đó thì chỉ số VN chính thức sẽ vượt vùng 1300 và hướng đến vùng 1320 đến vùng 325 đây là khả năng cao là cái target kỹ thuật tiếp theo ở cái điểm cản kỹ thuật tiếp theo của chỉ số VNI trong cái hành trình mà chúng ta chinh phục uh, cột mốc này Bây giờ chúng ta sẽ phân tích sang chỉ số VN30 đúng không ạ? À đối với VN30 tuần thì Hùng đã có những cái sự phân tích, ví dụ như là cái điểm hỗ trợ vùng 1330 cộng trừ 5 điểm ở đây. Và trên bản chất ở trên cây nến trên trên bản tin phân tích tuần thì các anh chị cứ xem lại đi. Những cái gì mà Hùng nói ở một tuần trước thì bây giờ nó vẫn còn đúng, nó vẫn còn đó. À đó, chứ không phải là chúng ta đúng thì chúng ta giữ lại mà sai thì chúng ta xóa đi, không có câu chuyện đó với cá nhân của Hùng Lê các anh chị nhá đó bởi vì chúng ta làm việc là bằng bằng cái tâm của mình cho nên là đúng sai gì thì à, anh chị em cũng tự ghi nhận và tự cảm nhận lấy tất cả những cái gì mùng nói đúng không ạ chứ chúng ta không cần phải cần thiết phải cái câu chuyện là đánh bóng làm cái gì cả cho nó mệt ở đây chỉ số vn30 trong tuần đã test một vụ ba ma cộng trừ 5 điểm và các anh chị nhìn thấy chỉ có duy nhất ở trong phiên giao dịch ngày bảy cây nến giờ có thời điểm thủng qua một ba và sau đó thì nó vượt lên và về cơ bản thì trong tuần vừa qua cái điểm hỗ trợ mạnh của chỉ số VN30 chính xác đó chính là điểm 1333 đến vùng 1335 các anh chị xem lại bản tiến tuần đi và target tuần chúng ta hướng về vùng của 31355 đến vùng của 360 thì chính thức là chỉ số VNI à VN30 tuần này đã chính thức quay lại cái vùng cản à mà nó đã đánh ở hai tuần hai lần trước đó chính là vùng của 370. Trạm vùng 370 thì chỉ số VNI VN30 chúng ta lắc lại và phiên giao dịch ngày 11 thì Hùng đã có phân tích cái điều gì? Thứ nhất là nó sẽ có gáp tăng lên vùng của 365 thì các anh chị nhìn thấy hai cây nến giờ trong phiên giao dịch ngày 11 đấy ạ. À ok có vùng 365 và sau đó test các điểm test thì như đã phân tích rồi, 1355 điểm sâu hơn có thể hướng về vùng 352 và các anh chị nhìn thấy là hai cây nến giờ trong phiên chiều thì chỉ số VN30 chạm đến vùng 1335 và đặc biệt là cây nến giờ kết phiên cực đẹp. Ở đây là một cây nến giờ cứu cánh ấy, anh chị. Đây là một cây nến giờ cứu cánh và gần như thì chúng ta thấy rằng là chỉ số VN30 có một cái tăng từ vùng 1352 lên vùng 370 thì bản chất là trong phiên giao dịch ngày 10 thì nó cũng đã nó cũng đã test À, nó cũng đã test cũng một phần và đến phiên giao dịch ngày 11 thì gần như nó lấp về vùng quanh vùng 1355 thì đây cũng là cái biên mà cá nhân Hùng Lê kỳ vọng là gì chỉ số này sẽ à, đã lấp gas xong đã gấp, lấp gas xong đó và sau cái điểm lấp gas xong thì phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới dự kiến VN30 sẽ kéo lên quanh vùng 365, test đẹp thì sẽ test về vùng 360 và test yếu yếu hơn sẽ là vùng 355. Kỳ vọng hai cái điểm test này và trong cái biên này test tích lũy thành công, mục tiêu sẽ hướng về vùng 370. Và tuần này là cái tuần mà um, cá nhân đồng lê sẽ dự kiến là kỳ vọng là chỉ số VN30 chúng ta sẽ uh, công về uh, công về vùng cản tuần 1378 đến vùng 1380 các anh chị nhá. Và trong trường hợp tích cực uh, VN30 chúng ta bứt được vùng 1380 thì đó là một cái kịch bản rất là tuyệt vời trên ra cái thuật này chỉ số vn30 ở đó thì mình đã có phân tích cho các anh chị điểm 1330 ở đây và sau một cây nến hammer chúng ta có hai cây nến test xét về kỹ thuật là hai cây nến test này vẫn là hai cây nến test rất thành công và đặc biệt cây nến ngày hôm nay thì dâu nến test và rút chân lên và nó rút được trên vùng 360, đóng cửa vùng 362 phía năm điểm với cách thức như này thì chúng ta thấy rằng là à như vậy cơ hội của tuần tới chỉ số VN30 sẽ tiếp tục hướng về vùng 1370 là rất cao. Còn câu chuyện vượt 1370 để hướng đến vùng 1380, 1385 thì như vậy là à trong tuần thì cũng sẽ tiếp tục phân tích. Và các anh chị nhìn thấy ở đây là chúng ta bắt đầu thấy rằng là sau những cái phiên test tích lũy thì như vậy là dòng tiền và thanh khoản của VN30 bắt đầu gia tăng quay trở lại ở đây điều đó cho thấy rằng là gì tức trong cái giai đoạn hiện tại thì như vậy là các cái mã cổ phiếu mà nó lít là à như vậy là gì nó sẽ tập trung vào cái rổ vn 30 đó là lý do vì sao mà các anh chị nên đầu tư ví dụ hòa phát nên đầu tư vi đó một số các mã cổ phiếu Bank, một số các cái mã cổ phiếu về bất động sản ví dụ như vậy đó và cái 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 câu chuyện là gì chỉ số vn 30 chúng ta sẽ hướng về uh, vùng 1380 là một cái xác suất tương đối cao ở trong tuần tới. Bây giờ chúng ta phân tích chỉ số VN30 F1M thì đối với chỉ số này là ủng phân tích rất là chi tiết cụ thể các anh chị nhé hàng ngày luôn. Và với những anh chị em mà ở trong team của ông Lê thì đánh phá sinh rất là giáp luôn. Mỗi phiên thì coi như là những cái phiên mà nó đúng đúng cầu đúng đúng cái cách mà ông phân tích ở đây. Ví dụ cái chen long này thì toàn ăn từ 30 đến 40 triệu trên một phiên thôi. Đó. Thì đối với phá sinh trên bản tin tuần thì cũng có phân tích điều gì? Thứ nhất là có thể có gáp tăng về vùng 1348 sau đó nó sẽ đi lấp lấp về vùng 1340 trong trường hợp thủng vùng 340 thì chúng ta phải tính toán đến ở đây các anh chị ở vùng 1330 đến vùng 335 thì các anh chị nhìn thấy là cái điểm tạo đáy ở trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 10 à, chính là điểm sát ở vùng 1333 ở đây và từ đó thì bắt đầu bắt đầu phân tích một cái target đi lên của chỉ số phá sinh ví dụ như là chúng ta phân tích lên vùng 1355 đến vùng 360 thì đến phiên giao dịch của ngày gì à, ngày 9 thì như vậy là gì à, đến phiên giao dịch ngày 10 thì như vậy là phá sinh của chúng ta vượt lên trên vùng 1360 đúng không ạ và phiên này thì nó đánh lên uh, coi như là gọi là lên đến vùng một ba bảy 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 bốn bảy ba đây này đúng không ạ đó và bắt đầu nó quay trở về lắp gáp đúng không thì như vậy là trong phiên giao dịch của ngày 11 thì dự báo um, phân tích điều gì thứ nhất đó là chúng ta sẽ zoom to ra để chúng ta thấy được là trong phiên 11 chúng ta nói điều gì đó đúng không ạ rất là cụ thể luôn Đấy, dự báo vào phiên giao dịch ngày 11 là gì phá sinh sẽ có gáp tăng lên khoảng quanh vùng 368 đến vùng 370 Ok có luôn 1368 nha rồi sau các tăng đó thì nó sẽ đi test à các điểm test dự kiến sẽ là gì? Sẽ là sẽ là đây các anh chị, đây chính là biên 1355 1358. Đó. Và Hùng phân tích rất chi tiết 1355 1358 ở đây thì đến phiên chiều các anh chị nhìn thấy ở cái điểm này là à, 13 chưa đến 1358 nhưng mà nói chung là cũng xít xịt xịt 1358 rồi nó đậu, nó kéo long. Và cái điểm kéo long ở cuối phiên này hết sức quan trọng các anh chị hết sức quan trọng nó mang một cái tâm lý cực kỳ tốt và chúng ta nhìn thấy thanh khoản bắt đầu tăng lên. À, lực cầu bắt đầu tăng lên điều này cho thấy rằng là các cái vị thế long họ đang gia tăng vào quay trở lại và như cũng đã có phân tích về mặt ý đồ tức là phiên giao dịch của ngày 10 á thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà phái sinh của chúng ta đạt lên đến vùng 1370 1373 ở đây 74 ở đây thì phái sinh không sọt sâu phái sinh không sọt sâu thì điều này có nghĩa là gì phe long đang nắm quyền chủ đạo và họ đang muốn đánh long cho nên họ sẽ không sọt sâu và họ sẽ sọt rất nhẹ nhàng và bản chất trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó sọt test về đến à, cái vùng hỗ trợ mục tiêu đó là vùng 355 đến vùng ba 358 1360 các anh chị nhìn thấy đúng không ạ đó thì khi mà nó sọt test về và nó test lại cái hỗ trợ này và nó nó bật long ở đây thì cái điểm bật long từ vùng 1358 lên đến vùng 1366 chấm 6 điểm là một điểm long quan trọng các anh chị nhá và với cái thích như này thì chúng ta dự báo phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới khả năng phá sinh sẽ tiếp tục có các điểm kéo khỏe thì nó kéo về khoảng quanh vùng 1372 hoặc là quanh vùng 1370 đây này nói chung là nôm na nôm na là nó sẽ có cái gáp gáp kéo về đây và sau đó nó sẽ đi test mục tiêu là test vùng 1363 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1360 cộng trừ 2 điểm nôm na là chúng ta lấy biên 1360 cộng trừ 2 điểm ở đây sẽ là cái biên test kỹ thuật test tích lũy thành công thì như vậy là gì như vậy là cái khả năng cao là phá sinh của chúng ta sẽ bứt qua cái đường cản chéo nho nhỏ này ở đây đúng không ạ để hướng về vùng 1375 1378 và vùng 1380 trong trường hợp nếu phá sinh chúng ta vượt qua được vùng 1380 thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đi xây những cái target cao hơn các anh chị nhá và cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ xem cái động thái từng phiên giao dịch rồi chúng ta sẽ xem cái nội lực của thị trường, nội lực của nhóm banh như thế nào, nội lực của nhóm chứng khoán như thế nào. Đó, của nhóm trụ như thế nào, nhóm bất động sản như thế nào, nhóm thép như thế nào, đầu tư công như thế nào, vân vân. Đó, chúng ta phải phân tích rất là chi tiết và cụ thể để chúng ta mới nói được. Trên góc độ kỹ thuật nến ngày của chỉ số phá sinh nhưng đã có phân tích chia sẻ với anh chị em đó là gì? Thị trường chúng ta đang xu hướng uptrend chung và dài hạn. Và sau một cây nến hammer kéo vào tốt rất là tốt đúng không ạ và chúng ta đã có hai cây nến test tích lũy chỉ số vn 30 mươi f một mà chúng ta test trên vùng của ba sáu mươi rút chân lên rất đẹp các anh chị đây là một cây nến rút chân đây là một cây nến gọi là cây nến doji cực kỳ giá trị các anh chị cực kỳ giá trị đó và sau một cây nến hammer thì chúng ta xuất hiện những cái cây nến doji mà nó test ở đầu mút nến như này là nó happy vô cùng các anh chị nhá đó. Thế thì câu chuyện là gì phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới khả năng nó sẽ có những điểm test và mục tiêu nhưng đã có phân tích chia sẻ ở trên trang của thuật giờ. hướng về à, cái việc đó là à, chỉ số phá sinh sẽ công vùng 1375, 1378 và vùng 380. Còn trong trường hợp phá sinh của chúng ta vượt được qua vùng 1380, 1385 thì khi đó nó căng lắm ngay chị, lúc đó thì căng lắm và thôi đấy là một cái kịch bản như mơ nhưng mà chúng ta thì cứ từ từ thôi đúng không ạ? À, chúng ta cứ túc tắc để chúng ta phân tích. Rồi. Uhm, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu uh, đi vào cái nội dung thứ hai, các anh chị nhá. Các anh chị chồng lên một tí. Thì uh, trong cái quá trình chờ thì cũng chia sẻ thêm với các anh chị một chút xíu đó là về nhóm banh nhé, thì hùng sẽ làm một cái bản tin để hùng phân tích thêm uh, cho các anh chị. Bởi vì là trong thời điểm ngắn hạn, à, trong thời điểm này thì hùng cũng đã khuyến nghị cho các anh chị uh, trong tim của cá nhân đồng lê là vào banh rồi, rồi uh, vào bất động sản đó rồi vào thép đó là những cái mã ngành rất là cơ bản và đặc biệt là nhịp này thì như vậy là khi mà nhóm la cáp và va vào những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh thì như vậy là ông đã uh, tập trung ví dụ mã cổ phiếu mang San đẹp các anh chị fpt đẹp không ạ đẹp chứ đây là những cái mã cổ phiếu cực kỳ chiến lược uh, trong tim của cá nhân ông lê đó mở đúc cờ, trong tuần uh, chúng ta phân tích sự kiến điểm 65.5 vùng 66 ở đây thì như vậy là test được hai phiên thì nó bị gãy qua cái điểm 65 uh, tuy nhiên là trong hai phiên kết tuần phiên ngày 10 và ngày 11 thì như vậy là gì mà lại có cái điểm tích lũy ở quanh vùng 63.5 như vậy tuần tới khả năng kỳ vọng với sự tích cực của thị trường thì mời Rug sẽ công lại ở đây như vậy ở đây nó có một cái đường cản chéo anh chị nhá thì quay trở lại quá trình nó công lại ở đây thì khả năng nó sẽ chạm vùng 65 điểm mắc hơn sẽ là vùng 65.5 đến quanh quanh vùng 66 ở đây thì khi ở bên này là hỗ trợ thì bên này là cản và khi va vào cái vùng cản này thì khả năng mời Rug sẽ quay trở lại chỉnh cung test lên và những cái điểm chỉnh cung test lên đó thì cũng sẽ tiếp tục cùng phân tích thêm còn trong kịch bản xấu hơn Tức là MVW bị gãy vùng 63.5 Thì chúng ta tính toán là vùng 62, 62.5 Tuy nhiên kịch bản này thì hiện tại chưa được à. Đề cập đến Ít nhất là kết phiên giao dịch Của ngày hôm nay cổ phiếu Mansan Như vậy là Mansan đã bắt đầu một cái hành trình tuyệt vời của chúng ta 73.5 à, 73, 73 à, 75.3, 75.5 Ok các anh chị có luôn à, Các cái điểm tích lũy của Mansan Ở quanh vùng 75 khá là đẹp ở target tuần thì chúng ta có phân tích ở khoảng quanh vùng 77 77.5 78 ở đây thì phiên giao dịch ngày 10 thì Man San đã mở gáp vượt vùng uh, vượt vùng 78. Và hiện tại phiên kết tuần thì chúng ta tiếp tục xuất hiện một cây nến hammer đóng phiên, Man San của chúng ta vượt lên trên vùng 81 với đà hết sức tích cực. Và với cách thức vận hành này của Mansan thì cả tuần tới Man sẽ break vùng 82. Và nói nói qua về câu chuyện Mansan đây là một mã cổ phiếu mà À trong tin của cá nhân đồng lê thì cũng đã có phân tích một cái chiều rất là dài cho anh chị à, từ những cái điểm tích lũy. Đó anh chị và chúng ta nhìn thấy à, các cái đáy nó xây nhá, ví dụ mang San xây 55 này, sau đó nó xây vùng 64 này, sau đó nó xây tiếp vùng 70 này và à, nó xây tiếp vùng 72 này và hiện tại thì nó đang xây tiếp ở vùng 75 để tiếp tục vượt thoát qua. Và trên góc độ kỹ thuật nến tuần thì các anh chị nhìn thấy đây là một cái bản view rất là chi tiết cụ thể đúng không ạ, về cái cách đường đi của cổ phiếu mansan đó và từ một cái điểm khoảng quanh vùng 40 Manga đã có một trận đánh lên đến vùng 140 và hiện tại ở quanh vùng 60 thì hùng cũng đang dự phóng khả năng Manga của chúng ta cũng sẽ có những cái trận đánh về quanh vùng 140 và 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 và, và có thể trong trường hợp một cái trường hợp mà nó sắc nét hơn nữa thì nó sẽ đánh về quanh vùng 160 tức là nó phù hợp với cái mô hình vận hành trong cái kênh xu hướng đó anh chị nhá. và Manga là một cái mã cổ phiếu mà được khuyến nghị phân tích đầu tư cầm dài anh chị. Vinamilk ở trong tuần thì uh, nó đang chủ yếu là có những cái điểm mà uh, nó tích lũy quay trở lại thôi. Trong tuần chúng ta phân tích ở điểm 67 67.5 thì các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch ngày 7 và ngày 8, Vinamil tích lũy ở vùng hỗ trợ, cản kỹ thuật trên ở vùng 68.5, chạm cản thì nó lại test lại. Và phiên kết tuần thì hiện tại là nó đang tích ở vùng 64.7 đến vùng à 67.4 đến vùng 67.6, dự kiến sẽ tiếp tục test tích lũy ở vùng này. Test thành công thì mục tiêu ở tuần tới 69.3 đến khoảng quanh vùng 69.5. BVH ở tuần này à lực cầu bắt đầu gia tăng các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? À, từ phiên giao dịch của ngày 9, 10, 11 là lực cầu bắt đầu gia tăng. Trong tuần chúng ta dự kiến điểm 42.5, 42.7. Trên thực tế thì như vậy là BVH chỉ test ở vùng 42.85. Ở à, 42.85 các anh chị nhá và target tuần ở 44 thì chính thức cổ phiếu này đạt được và trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, BVH vượt lên trên 44 và quay trở lại test. Như vậy thì vùng 43.8 đến khoảng quanh vùng 44 khả năng BVH sẽ tiếp tục test ở à, 1 đến 2 cây đến giờ ở trong tuần tới và với lực cầu hiện tại như thế này thì nhịp này chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng BBH sẽ hướng về khoảng quanh vùng cản uh, quanh vùng cản 45 45 dự kiến là hợp lý gì ở trong tuần uh, chúng ta cũng có phân tích các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật dự kiến ở quanh vùng 66 để hướng về để hướng về các vùng cản ở trên này 67.5 đến vùng 68 nhưng trên thực tế là phiên giao dịch của ngày 7 di có vượt lên được trên vùng 67 nhưng đó sau đó thì nó có hai cái sọt khá là mạnh Do đó thì hùng phải dò tìm lại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở tuần này ở vùng 65 đến vùng 65.3 về cơ bản tuần tới thì khả năng uh, quanh vùng 65.3 cộng trừ 0.2 G sẽ tiếp tục tích lũy và tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về uh, quanh vùng cảnh 67. Mã cổ phiếu PNG, PNG cũng là một cái mã cổ phiếu trong ngành trụ và Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị về cái cách vận hành của cổ phiếu này Và những cái điểm phân tích thì các anh chị lưu ý đó là gì Đó là PNG có chia cổ tức ở phiên giao dịch ngày 2 tháng 10 Do đó thì những cái điểm mà về kênh xu hướng như Hùng đã có nhắc ở trong tuần trước thì Chúng ta phải điều chỉnh lại Đó thì như vậy là gì à, Như vậy là khi mà nó tích lũy ở vùng 97, 98 này Thì Hùng có đề cập đến câu chuyện là khả năng có thể nhé Có thể là PNG nó sẽ rũ sạch Tức là nó sẽ rũ về khoảng quanh vùng 92.5 đến vùng 94 thì bây giờ là đến tuần này đúng không ạ? Ngay chị nhìn thấy đây, nó chạm với điểm kênh xu hướng ở đây thì như vậy nó có một phiên bật và phiên ngày hôm nay là một phiên test của PNC. Do đó thì sang tuần tới nếu như trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy PNC nó sẽ giao dịch dích sắc ở khoảng quanh vùng 95. À vùng 95 khả năng sẽ là vùng cân bằng của cổ phiếu PNG Tức là nó rũ sạch rồi các anh chị Những anh chị nào mà đu ở khoảng quanh vùng 108 này Khi nó đạp về đến đây là hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn rồi Và nôn hết hàng rồi Nôn hết hàng rồi thì ở đây bắt đầu nhìn thấy này Thứ nhất là cái đoạn này nó nó test với vôn khá thấp này Thứ hai là tín hiệu đường MACD này Đó thì chúng ta sẽ cần chờ cái gì Chờ là Vôn bật lại trên 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên này tín hiệu đường MACD bật lại này tín hiệu giá thì quanh vùng 95 các anh chị tuần tới có thể thu gom thêm đó và sau những điểm thu gom đó mục tiêu thể hướng lại quanh vùng 102 và PNG cũng là một mã cổ phiếu trụ khá là hay nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì với nhóm ngành này nó cũng là một nhóm ngành à, nói như thế nào nhỉ tức là một cái nhóm ngành nó không không tốn công tốn của cái chị tức là nó chỉ tốn công đầu tư hạ tầng bắt đầu thôi và sau đấy nó ngồi nó thu nó ngồi nó thu tiền thì đây cũng là một cái ngành an toàn nói chung là an toàn đó à, không mất vốn tốn hại gì cả cứ xây dựng hạ tầng xong xong rồi đầu tư các ông đến thuê vấn đề làm sao để các ông marketing làm sao để các ông đầu tư vốn đầu tư nước ngoài nếu như kinh tế của việt nam càng ngày càng phát triển đúng không ạ và vốn fdi của nước ngoài càng ngày càng đổ vào thì nhóm ngành bất động sản công nghiệp cũng là một nhóm rất là hay là các anh chị nên lưu tâm đến trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư chứng khoán. KBC trong tuần chúng ta dự báo điểm 26.8 sẽ là biên test tích lũy, trên thực tế thì nó chỉ test vùng 27 thôi và vượt lên ở đây là vùng 28.5 đến vùng 29 rồi. Ở phiên kết tuần thì nó lại test lại, như vậy cái điểm test 27.5 này tương đối quan trọng các anh chị, ở đây nó hình thành một cây nến hammer, sau đó thì tuần tới khả năng có những điểm trả cung lại, uh, test lại quanh vùng 27.8. Kỳ vọng test đi thành công, mục tiêu ở trong nhịp này thì KBC sẽ hướng về vùng 29, điểm xa hơn sẽ là vùng 30. SSC trong tuần vừa qua cũng có một tuần giao dịch hết sức tích cực và đây cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt các anh chị à, và mã cổ phiếu này thì các anh chị có thể cầm trung và dài hạn tất nhiên để mà cầm trung và dài hạn thì chúng ta sẽ cần phải có những cái điểm vào trung hạn còn trong ngắn hạn à, chúng ta dự báo điều gì vùng 36 test tích lũy đây các anh chị ui rồi test đẹp như thế này cơ mà 36 36.2 nó test quá đẹp luôn trong phiên giao dịch ngày 7 ngày 8 lực cầu trong tuần khá là tốt đây có những cây vôn khoảng tầm uh, từ 600.000 cổ phiếu trên cây đến giờ Target tuần thì ở khoảng quanh vùng 38 tuần này đạt rồi và các anh chị nhìn thấy đấy nhé Ở phiên ngày 25 ngày mùng 1 và hiện tại là phiên ngày 11 tháng 10 thì cổ phiếu SSC uh, liên tục công cái vùng cảng thuật 38 và tuần này nó tiếp tục công và đây là lần thứ nhất lần thứ hai và đây là lần thứ ba thì chúng ta kỳ vọng lần này nó sẽ bứt được bứt được trên cơ sở là nó đã test lại cái điểm 37.2 rồi và sau cây nến đẩy thì như vậy là chúng ta cũng đã có bốn cây nến giờ test kháng tích cực ở vùng 37.6 đến khoảng quanh vùng 37.7 tuần tới khả năng có những điểm này có điểm 36.6, 36.7 kỳ vọng test tích lũy thành công mục tiêu thì như vậy là nó vượt vùng 38.2 để đi về vùng 39. VGC cũng là một mã cổ phiếu rất là hay Vega Cera. <laughs> chúng ta sử dụng các cái thiết bị vệ sinh gạch ngói đấy các thứ và nó có một cái mảng bất động sản công nghiệp cũng rất là phong phú thì tâm tuần chúng ta dự kiến cái điểm chỉnh cung cái thuật quanh vùng 43 Trên thực tế thì nó test lại cái điểm mút ở phiên giao dịch ngày 4 Tức là nó test lại ở quanh vùng 42.5 rồi bắt đầu nó phục hồi à, Tuần này target ở khoảng quanh vùng 44.6 Thì nó lên được suy sát vùng 44.5 và nó test lại này Và cây nến giờ kết thúc của phiên giao dịch ngày hôm nay cũng là một cây nến khá là thành công Khi mà nó test xong và nó bật lên Như vậy tuần tới khả năng sẽ có các cái điểm ở quanh 43.8, 43.9 Kỳ vọng test thành công, mục tiêu sẽ là công vùng 45 vượt vùng 45 thì khi đó chúng ta sẽ uh, phân tích những cái việc nó sâu hơn cổ phiếu IDC trong tuần chúng ta dự kiến điểm 55.5 uh, đến vùng 56 à, uh, 55.5 đến vùng 56 ở đây là biên tích lũy cả cái thuật trên ở vùng 58 uh, tuần này thì nó loanh quanh nó test thì tuần tới khả năng vẫn tiếp tục test ở vùng 55.5 này rồi test đi thành công thì mục tiêu là như vậy thôi và trong cái nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì các anh chị nên tập trung ở giai đoạn này đó là mã cổ phiếu KBC SZC và VGC còn IDC thì về cơ bản là nó bung biêng bung biêng và nó cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu gọi là giữ tiền Ê, mã cổ phiếu giữ tiền và trong ngành bất động sản công nghiệp thì các anh chị lưu ý tiếp một cái mã cổ phiếu BCM mã cổ phiếu này thì đánh kiểu đánh lướt lát thì nó khó nhưng mà đánh theo kiểu góc nhìn trung và dài hạn thì có thể được đó và con này thì hiện tại là cái giai đoạn mà nó tích ở vùng 64 65 mà thì cũng có phân tích rồi này nó bật lên này và bây giờ nó lại quay trở lại test như vậy quanh vùng 69 này thì có thể là nó sẽ test thêm vùng 68 69 này nó test thêm còn trong trường hợp nó test sâu hơn thì nó test về vùng 64 65 khả năng nó cũng sẽ rung rũ một phần cái nhà đầu tư họ họ neo lá vào đây và nó test về nền và sau đó thì nó mới thực hiện kéo nhịp hai còn đối với cách tạo lập của con này đối với cái tạo lập con này thì đây các anh chị có thể nhìn thấy ở đây tức là khi mà nó vào quần thì nó cũng đánh những cái cái trận đánh và những cái 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 trên tuần ấy đây là một phân tích các anh chị ở trên trên tuần nhé à, nó sẽ tăng liên tục khoảng tầm 3 bốn tuần liên tục đấy là cái cách tạo lập của mã cổ phiếu uh, bcm thì các anh chị cũng có thể tham khảo thêm nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì trong nhóm ngành thép á, thì cũng có định hướng uh, thép cũng là một trong những cái nhóm ngành mà có thể xuất hiện sóng ngành ở trong giai đoạn hiện tại đó và tập trung vào mã cổ phiếu Hòa Phát bởi vì Hòa Phát cũng đã có những cái điểm mà uh, ở Hòa Phát cũng đã có những cái điểm mà uh, test rất là hay đó các anh chị nhìn thấy đấy cái giai đoạn mà Hòa Phát test ở vùng 24 6 248 tám uh, cho đến vùng 25 đáy 1 đáy 2 và đáy 3 và cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn mùng đã À, tập trung để nói rất nhiều và các anh chị nhìn thấy là volume các anh chị volume của thép và volume của hóa phát ở trong thời điểm hiện tại đã xuất hiện những cái phiên từ 30 đến 40 triệu cổ phiếu đây là tiền lớn tiền to họ bắt đầu họ đổ vào nó và khi mà tiền to họ bắt đầu họ đổ vào thì như vậy là gì cái khả năng mà để hóa phát nó đánh những cái chen dài nó đánh những cái chen xa thì rất là cao và trong tuần này thì các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ à, cái điều kỳ vọng nhất của chúng ta đã đến tức là gì hòa phát đã đánh vượt lên trên vùng 26.5 đến vùng 27 đây này, ba cây nến test khá đẹp và đặc biệt là dâu nến của ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên trạng kết thúc ngày đúng không ạ? Nhìn trên chart của ngày của Hòa Phát có đẹp ạ. Đấy nó test về dưới vùng 27.7 và nó kéo lên. Và cản ở đây thì như vậy là 28.3 này, 28.5 này, đó. Các anh chị lưu ý cái cản này là trên cả ngày khá là căng đúng không ạ? HPG à, từ phiên giao dịch ngày 7 đến 11 thì trong tuần chúng ta phân tích điểm 25.9 đến vùng 26.1 sẽ là biên test và trên thực tế thì nó test ở vùng 26.2 target tuần ở vùng 27 hoàn thành và sau khi vượt vùng 27 thì chắc chắn rồi. Hòa Phát sẽ tiếp tục mục tiêu đó là nó sẽ công về vùng 28, 28 3 28 5 và trên thực tế lên được đến vùng 27.7 thì như vậy Hòa Phát quay trở về test và hai cây nến giờ trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng đã có phân tích chia sẻ đó là gì? Đó cũng hai cây nến giờ hết sức là quan trọng nó tạo thành một cây nến doji rút chân lên <laughs> sau khi mà test vùng 27 xong. Như vậy tuần tới kỳ vọng ở góc độ là chúng ta sẽ tiếp tục có vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 có thể là nếu như nó khỏe thì nó chỉ test về loanh quanh đây thôi Nó test ở trên vùng 27 cộng Và test như thành công Mục tiêu sẽ là vùng 28, 28.3, 28.5 Cổ phiếu NKG trong tuần Chúng ta dự báo các cái điểm test tích lũy Ở khoảng quanh vùng 21.4 đến 21.6 Đây các anh chị nhé Thì có luôn các cái điểm 21.5, 21.6 Ở trong phiên giao dịch của ngày 7 và ngày 8 Target tuần chúng ta dự kiến Ở điểm 22.5 Thì nó lên được vùng 22.4 Và nó lại quay trở về sọc hết Tức là nó trả hết cung Ờ uh, như vậy thì tuần tới lại vùng 21.5 đến khoảng quanh vùng 21.6 test duy thành công mục tiêu lại tiếp tục quay trở lại 22.5 và như vậy thì các anh chị nắm được các điểm hỗ trợ kỹ thuật và các điểm kháng cự thì vô hình dung là chúng ta cũng có thể gì à, chúng ta có thể lướt ngắn uh, HSG trong tuần chúng ta dự kiến ở điểm quanh điểm 20.9 và cái biên hỗ trợ ở đây là vùng 20.6 20.8 thì các anh chị nhìn thấy là gì uh, như vậy là nó test quanh vùng 20.9 ta các cái thuật tuần ở vùng 21.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 22 thực tế thì nó đã đạt lên đến vùng 21.6 và tại đây thì như vậy là ở à, cũng đã có một cái nhịp sọc lại và những cái nhịp sọc này khá là tốt trong phiên giao dịch ngày 11 thì nó tiếp tục tích lũy ở vùng 20.8 như vậy tuần tới à, tuần tới thì khả năng là như vậy thôi chúng ta lại tiếp tục lấy cái biên 26 đến 20.8 là hỗ trợ biên test cung chỉnh nền tích lũy thì nó dự kiến sẽ là vùng 20.9 mục tiêu thì chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả 21.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 22 Cổ phiếu VGS à, Đây chúng ta có vùng 36.7 đến vùng 37 là hỗ trợ Ok có luôn trong phiên giao dịch ngày 8 các anh chị nhá Test tích lũy thành công mục tiêu vùng 39 điểm xa hơn sẽ là vùng 40 Thì trong tuần vừa qua là như vậy là nó cũng đã vượt lên được đến vùng 38 chấm mấy đấy này à, 38 38.8 còn 0.2 nữa là đạt vùng 39 à, và sau đó thì nó cũng có một cái điểm test ở phiên kết tuần nó test khá là đẹp cái anh chị chạm đến vùng 37.5 à, đây này nó xây vùng 37.5 và phục hồi lên vùng 38 đây một cái nến giờ khá là tích cực như vậy tuần tới là vùng 39 điểm xa hơn sẽ là vùng 40 đối với đối với em này thì nó như vậy thôi em ấy cũng đánh t0 t cộng còn nhịp này thì Hùng vẫn yêu nhất là hòa phát bởi vì cái dòng tiền lớn nó đã tập trung vào như thế rồi thì chắc chắn là 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 nó sẽ lít và thêm một cái ý nữa đó là giá thép đang có xu hướng bật tăng quay trở lại các chị nhé giá thép thế giới thì đó nó cũng sẽ là những cái tín hiệu tích cực để giúp cho nhóm thép có những cái sự gọi là vận hành tốt hơn và tích cực hơn nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là tiền nó chưa được đổ mạnh cho lắm đúng không ạ tiền nó vẫn lanh quanh ở banh chứng cho nên là bất động sản nó vẫn đang lưu xìu cho nên là chúng ta phải kiên nhẫn thôi à, chúng ta không có một cách nào cả Sell trong tuần chúng ta dự kiến ở điểm 15.15 15.2 15. thì về cơ bản nó tích lũy cả tuần thôi nó bật lên được tí thẹo đây rồi nó lại quay trở lại như vậy tuần tới lại 15 15.2 test tích lũy, lũy thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn sao hướng về vùng 16.5 Hà Đô <laughs> Hà Đô ở đây thì trong tuần cũng chủ đạo là tích lũy thôi vùng 27 27.2 trên thực tế thì nó tích lũy ở vùng 27.4 Uh, cản tuần ở vùng 28.5 thì chưa có đạt được và nó lừng hừng đi ngang như vậy tuần tới 27.55 đến vùng 27.7 kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này mục tiêu thì chúng ta vẫn hướng đến uh, hướng đến Hà Đô trong nhịp này thì khá khá ổn rồi với cách tích lũy này là tương đối ổn rồi như vậy là vùng 28.5 tiếp tục sẽ là mục tiêu vượt vùng 28.5 thì uh, xa xăm hơn ở chỗ này chúng ta ngắm lên quanh vùng 29 <laughs> HDC trong tuần chúng ta dự kiến điểm test tích lũy vùng 25 ok các anh chị rất đẹp may quá Tại vùng 25 này thì trong phiên giao dịch ngày 8 và ngày 9 thì nó test thành công và phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 11 tháng 10 một cây nến giờ đẩy ở đầu phiên và chúng ta có bốn cây nến giờ test đặc biệt là cây nến giờ kết thúc phiên thì nó vượt lại trên vùng 26 cộng ở đây cũng là một tín hiệu khá là tích cực của HDC thì cái ông em HDC này ông ấy hay có những cái điểm đánh chữ V tức là đây các anh chị những cây nến giờ rất là cao và với việc tích lũy như này thì tuần tới khả năng là nó tiếp tục có điểm 25 7 25 8 test lũy thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn ở 27 đến khoảng quanh vùng 27.5 Nam Long NLG ở đây chúng ta phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật 39 8 đến 40 Ok phiên ngày thứ hai có phiên ngày mùng 8 có À, và đến phiên kết tuần suy sát có à, target tuần ở vùng 41.5 thì chưa có đạt được nó lên đến khoảng quanh vùng 40.7 thì bắt đầu nó sọc lại. Với cách vận hành như thế này thì như vậy là chúng ta dự báo điều gì? Nam Long sẽ có những điểm test lại quanh vùng 40 cộng trừ ở đây, khả năng là cũng sẽ test lại quanh 40 cộng trừ. Target mục tiêu vẫn là vùng 41.5. Cổ phiếu KDH 37 cộng trừ 0.2 có luôn các anh chị nhé ở đây nó test điểm này khả năng đúng xí soát điểm 37.2 này Uh, target tuần uh, target 1 là vùng 38 target 2 vùng 39 thì hoàn suy soát hoàn thành được vùng 38 và nó qua trận về test uh, tín hiệu hiện tại thì nó đang khá là lừng khừng cho nên là vùng 37.3 37 5 dự kiến nó sẽ test tích lũy ở vùng này test lũy thành công mục tiêu lại tiếp tục vùng 38 điểm xa hơn sẽ là vùng 39 đạt phương khá là tích cực đặc biệt là hai cây nến ở trong phiên giao dịch ngày 8 và phiên ngày hôm nay phiên ngày 11 là đạt phương đánh cực kỳ nét ở trong tuần chúng ta có dự kiến đạt phương sẽ chỉnh về quanh vùng 51.5 đến vùng 52 trên thực tế thì đạt phương chỉ tích lũy ở quanh vùng 53 thôi tức là nó tích lũy đúng cái điểm <laughs> cái điểm ở loanh quanh ở phiên giao dịch ngày thứ sáu target tuần thì như vậy là chính thức ở vùng 55 thì đã đạt Thực ra nhịp này nó đánh về vùng 55 này nó test lại này Rồi nhịp này nó mới công lại vùng 55 Tức là những cái điểm công này của Đạt Phương khá là ok với cách thức vận hành như thế này thì như vậy là tuần tới Đạt Phương sẽ dự kiến sẽ tiếp tục kéo về vùng 57 đến khoảng quanh vùng 58. Cổ phiếu DG trong tuần chúng ta dự kiến ở vùng 21.5 điểm test tích lũy để bật bật long tuy nhiên là vùng 21.5 vẫn chưa đạt vẫn tiếp tục tích lũy như vậy tuần tới các anh chị nhìn như thế này thì nó sẽ là vùng 21.2 đến khoảng vùng 21.5 à, kỳ vọng test tích lũy thì mục tiêu vẫn là vùng 22.8 đến khoảng quanh vùng 23 cổ phiếu đất xanh DG, uh, DXG vùng 15 15 152. Đây test vẫn tiếp tục test này bật lên được vùng 15.5 rồi lại quay trở lại test 152. Uh, với cái cách đi như này cũng đang hơi lủng củng nha đang hơi lủng củng các chị cho nên tuần tới vẫn 15 15 152. Khả năng vẫn lanh quanh ở đây thôi, Lanh quanh ở đây rồi uh, chúng ta chờ thêm dòng tiền. Uh, dòng tiền uh, ổn ổn tí thì như vậy là cản cản tuần chúng ta lại tiếp tục đẩy lại vùng 16 đến khoảng quanh vùng 16.2. VDR trong tuần chúng ta dự kiến điểm 20 20.5 trên thực tế thì nó test vùng 2 đây điểm sâu nhất là khoảng quanh vùng 20.55 20.6 gì thế này target tuần ở vùng 22 thì chưa có đạt được lên đến vùng 21.5 là bị sọc lại à, Tuy nhiên cây nến kết tuần thì nó đang khá là ok một cây nến đẩy xanh và bốn cây nến test do đó tuần tới thì khả năng sẽ quanh vùng 21 21.2 kỳ vọng test tích lý thành công thì target trước mắt vẫn là vùng 22 vượt được vùng 22 thì như vậy là chúng ta sẽ xây lên ở khoảng quanh vùng 23 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với chứng khoán cũng là một nhóm ngành hết sức là quan trọng các anh chị. Vai trò lead dẫn dắt thị trường ở những cái thời điểm, những cái thời khác rất là khó khăn. Mà không có nhóm ngành chứng khoán thì như vậy là cực kỳ căng thẳng các anh chị. Và bản chất ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày hôm nay, à, nhóm ngành chứng khoán giữ một vai trò rất là là happy để giúp cho VN Index giá xanh nhẹ các anh chị. Phiên ngày hôm nay không có nhóm ngành chứng khoán là căng đấy. À, rồi. VCI phiên giao dịch từ 7 đến ngày 11 tháng 10 35.4 35.7 dự kiến là biến test và trên thực tế thì VCI test khóa là khá là, khó là khỏe nó chỉ test ở loanh quanh mút nến của phiên giao dịch ngày thứ năm và thứ sáu tuần trước tôi tức là khoảng quanh vùng 36 36.2 target tuần ở vùng 37.5 đến khoảng quanh vùng 38 thì về cơ bản là đã đạt và thậm chí có thời điểm nó có đánh chi soát lên vùng 38.5 và tại vùng cản 38 thì như vậy là VCI có một cái điểm sọc ở đây ở à, phiên cái tuần nó tích lũy khá là đẹp do đó tuần tới thì ở khoảng quanh vùng 36.3 36.5 kỳ vọng test thì thành công mục tiêu thì vẫn là gì vẫn là vùng 38 đến khoảng vùng 38.5 HCM ngày hôm nay là người khổng lồ Ngay anh chị người khổng lồ để giúp cho chỉ số VNI của chúng ta tương đối ổn định Trong tuần chúng ta dự kiến các cái điểm phân tích kỹ thuật Hỗ trợ quanh vùng 30 30.2 cả kỹ thuật ở vùng 31 thì nó đã lên được cản 1 và cản 2 vùng 32 thì nó chưa lên đến nơi. Hai cây nến giờ của phiên ngày hôm nay cực kỳ nét luôn. Và đây cũng như vậy thôi, như vậy tuần tới thì khả năng nó sẽ tiếp tục lao lên khoảng quanh vùng 31.5 đến uh, vùng 31.6 ở đây. Rồi sau đó nó sẽ test thực hiện test tích lũy một cái nhịp và test tích lũy mà thành công thì như vậy mục tiêu sẽ là vùng 32 đến vùng 32.5. SSI target ở trong tuần dự kiến vùng 28 28.5 thì uh, lên suy soát là vùng 28 thôi và cái điểm ở đây là vùng 27 27.2 có điểm tích lũy ở hỗ trợ tuần ở phiên giao dịch ngày 9 ở uh, hiện tại thì SSI nó cũng đang khá là lừng khừng cho nên tuần tới chúng ta sẽ lấy biên 27.2 cộng trừ 0.2 kỳ vọng test tích lũy target vẫn là vùng 28 đến khoảng vùng 28.5 VND hiện tại lực cầu khá là tốt và Tạo lập họ cũng đang có ý nhã ý để có thể kéo cổ phiếu này ở tuần từ phiên giao dịch ngày 20 tháng 8 thì chúng ta thấy rằng là cái biên tích lũy của nó ở vùng 14.6-14.7 khá là tốt cho nên tuần này chúng tiếp tục dự báo cái điểm này và về cơ bản thì nó test tích lũy ở khoảng quanh vùng 14.75 target tuần ở vùng 15.5 thì chỉ sát đạt lên đến vùng 15.4 rồi Hiện tại nó đang tích lũy ở quanh vùng 15.1 cho nên tuần tới ở quanh 15 15.2 khả năng thì VND sẽ tiếp tục có những cái điểm test tích lũy. Mục tiêu sẽ là break vùng 5.5 và điểm uh, điểm xa hơn mà chúng ta hướng đến theo các cái thuật của VND có thể hướng về quanh vùng 16. FTS uh, trong tuần chúng ta dự kiến điểm test tích lũy ở quanh vùng 44 cộng trừ. Thì các anh chị nhìn thấy là đúng là cả tuần đúng không ạ? Đây 44 này. 4441.1 này, 444 1 đây nó nó thích lũy. Đó. Và target tuần thì chúng ta dự kiến 46 thì chưa đạt lên được 45.5 thì nó sọc lại. Tuy nhiên là những cái điểm test tích lũy ở cuối tuần khá là đẹp. Khi nó tiếp tục à, hình thành được cái biên ở vùng 44.4.3, do đó tuần tới thì chúng ta sẽ lấy quanh vùng 44.3, 44.4 cộng trừ sẽ là biên tích lũy. Mục tiêu vẫn là vùng 46 cổ phiếu SHS ở trong giai đoạn này thì nó không có động lực quá nhiều các anh chị nhé à, quanh vùng 15.3, 15.4 này, này nó tiếp tục tích lũy và các anh chị nhìn thấy là nó, nó long lên được tí rồi nó lại sọc lại cho nên tuần tới lại 15.2, 15.4 khả năng sẽ tiếp tục test tích lũy mục tiêu mà uh, ngon ngon một chút xíu thì như vậy là gì sẽ hướng được quanh vùng 16 điểm xa hơn sẽ là vùng 16.6 về hiện tại lực cầu khá ổn các anh chị nhé cho nên là chúng ta có thể uh, tham gia lực cầu khá là ổn và các cái điểm test cũng khá là đạt đấy 11.6 11.7 tuần trước nó test này nó kéo lên vùng 12.5 này rồi tuần này nó tiếp tục 11.6 11.7 Ok các anh chị nhá có luôn ở trong phiên giao dịch ngày 7 ngày 8 này uh, nó kéo lên và hiện tại thì kết tuần thì nó lại đang hơi lừng khừng do đó tuần tới quanh 11.8 cộng trừ nó sẽ là biên tích lũy và test đi thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục hướng lại với x ở quanh vùng 12.5 AGR đây là một mã cổ phiếu đánh tương đối là nét sóng À, tuần vừa qua thì chúng ta dự báo điểm 18 cộng trừ 0.2 và nó đã tích ở điểm 18 18.2 khá là đẹp đấy các anh chị này à, ta cách kỹ thuật tuần dự kiến 19 thì lên được khoảng quanh vùng 18.7 nó lại sọc lại và hai cái nến giờ của phiên ngày hôm nay khá là đẹp lại lên vùng 18.5 hai cái đến giờ phục hồi đây như vậy thì tuần tới khả năng với cách thức như này thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng 19 đến khoảng quanh vùng 19.2 thôi cổ phiếu VDS cũng là một mã cổ phiếu đánh rất là nét sóng trong tuần thì chúng ta dự kiến cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 21.8 điểm sâu hơn sẽ là vùng 21.4 đến khoảng quanh vùng 21.6 ở đây thì trên thực tế là phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó test đến vùng 21.8 và nó đảo, đảo long này và ở đây thì nó gặp phải cái vùng cản ở khoảng quanh vùng 22.8 đến vùng 23 ở đây nó không vượt có thoát qua được nên nó quay lại nó chỉnh anh nhé nó chỉnh thì nó chỉnh thì ở trong phiên giao dịch ngày 11 thì nó lại có một cái tín hiệu là khi về đến vùng 21.15 đến vùng 21.2 thì nó lại xuất hiện được hai cây nến giờ đảo long ở đây đây là hai cây nến giờ đảo long rất là quan trọng với hai cây nến giờ đảo long như này thì chúng ta dự báo điều gì tức là vùng 21.2 đến khoảng quanh vùng 21.4 thì khả năng tuần tới nó sẽ test lại trở lại ở đây và mục tiêu là test đi thành công thì như vậy là à, trước mắt thì nó vì vùng 22 nó gãy qua cho nên vùng 22 sẽ là vùng cản và ở điểm xa hơn chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại ở đây đó là vùng 22.8 đến khoảng quanh vùng 23 ORS cũng là một mã cổ phiếu rất happy trong giai đoạn hiện tại à, Như chúng ta cũng đã có phân tích rồi đúng không ạ Trong tuần thì chúng ta dự kiến các cái điểm chỉnh cung mục tiêu Các anh chị nhé, các cái điểm chỉnh cung mục tiêu Về quanh vùng 13.7, 14 Và target mục tiêu ở vùng 15 đến vùng 15.2 Thì các anh chị nhìn thấy là chạm đến vùng 15 Ok các anh chị, nên là gì Đây là vùng cản cho nên ORS test lại và trong phiên giao dịch ngày hôm nay hai cây nến giờ bắt cực nét luôn đó điều đó cho thấy rằng là gì như vậy là tạo lập họ vẫn đang đang neo giữ cái cái xu hướng đúng không nó lại tiếp tục test về vùng 13.7 đến vùng 14 rất nhịp nhàng đúng không ạ về đến vùng hỗ trợ lại bật cho nên tuần tới lại vùng 15 15.2 thậm chí ở trong nhịp này trong nhịp này chúng đang mường tượng khả năng với cái cách vận hành như này usd sẽ hướng về cảnh kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 15.8 đến khoảng vùng 16 CTS ở trong tuần vừa qua, chúng ta dự kiến target tuần sẽ hướng lại vùng 41.5 đến vùng 42 điểm hỗ trợ thì vùng 39.5 và trên thực tế thì nó test thành công ở trên vùng 39.5 cộng target thì lên được vùng 41 thì nó lại sọc lại và về cơ bản thì nó bám biên vùng 40 à, chờ xu hướng thì hoàn toàn có thể ở đây các anh chị này à, sau một cái nhịp sò test đây thì từ 40 nó dâng một phát là lên vùng 42 luôn thì ở đây nó hoàn toàn tương tự như vậy tuần tới ở vùng 39.8 đến khoảng quanh vùng 40.2 kỳ vọng test đi thành công mục tiêu vẫn là vùng 41.5 đến khoảng quanh vùng 42 cổ phiếu MBS ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta dự kiến cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 30.5 mục tiêu là vùng 33.5 trên thực tế thì Uh, phiên giao dịch ngày 8 nó gãy vùng 30.5 cho nên là nó phải lùi lại những cái điểm sâu hơn uh, Trên thực tế ở đây thì phiên kết tuần lình của quanh vùng 29.5 Do đó tuần tới thì chúng ta tiếp tục lấy vùng 29.5 cộng trừ sẽ là biên tích lũy của cổ phiếu MBS Kỳ vọng test đi thành công thì như vậy mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn chúng ta tiếp tục hướng lại uh, Chúng ta tiếp tục hướng lại vùng cảng kỹ thuật ở đây đó là vùng 31.5 đến khoảng quanh vùng 32 Ok, như vậy là bản tin tuần này thì Hùng đã view cho các anh chị rất là cơ bản rồi. Còn nhóm banh thì Hùng sẽ dành thời gian để phân tích thêm cho các anh chị một cái mã, à một cái video riêng. Các anh chị chú ý đón xem. Còn tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần. Hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị. Và tuần tới thì về cơ bản là chúng ta hoan hỉ để chúng ta hướng đến cái câu chuyện VN Index chúng ta sẽ break vùng 1300 và chúng ta chờ đón điều này. Sau xong với câu chuyện đó, hàng ngày kết thúc một phiên giao dịch chúng ta có bản view bộ ba tham số chung thị trường. Các anh chị cố gắng xem để chúng ta cập nhật thêm về mặt xu hướng.